Xin chào các bạn, những tình huống hài hước luôn xảy ra xung quanh chúng ta và nó sẽ khiến chúng ta có một ngày vui vẻ. Hôm nay hãy cùng cười thật to với video này của chúng tôi nhé. Con ngựa nhỏ bé đã cố gắng để chở anh chàng béo này. Tới khi không cố gắng nổi nữa, nó chỉ muốn hất anh ta xuống mà thôi. Nhảy thì trông đẹp đấy, nhưng mà lần sau nhớ mặc cái quần có vải xịn xịn một tí nha, chứ không thì quê lắm đó. Người đàn ông pha chế báo quả báo, làm anh chàng ngã một cú vô cùng đau đấy. Không biết anh có nổi giận mà đấm ông pha chế không nhỉ? Tôi đã thấy cưỡi ngựa cưỡi bò nhiều lần rồi, nhưng đây là lần đầu tiên tôi thấy cưỡi heo đấy. Có vẻ con heo cũng không thích được cưỡi cho lắm nhỉ? Anh chàng nhân viên đã kỳ công sắp đặt đồ ăn. Tuy nhiên, khi anh bỏ dĩa đồ ăn này lên thì mọi công sức trước đó đã tan thành mây khói. Xin chia buồn cùng anh. Tôi không thấy gì đâu nhé. Tôi không thấy là anh ấy đã đút cái ống vào trong áo đâu nhé. Một màn ảo thuật khá lộ liễu đấy. Thêm một màn ảo thuật giấu đầu lòi đuôi nữa. Tội nghiệp cậu bé bị chị của mình đá cho một cú khá đau. Vừa chơi xích đu mà vừa tắm là như thế này trắng. Rút kinh nghiệm đi nhé, đừng bao giờ đi sửa bồn cầu trong khi bạn không có kinh nghiệm. Giờ thì anh ấy tắm 3 ngày 3 đêm cũng không hết mùi hôi thối đó. Thật ra thì con ngựa chỉ muốn xem ở phía trong cái áo là gì thôi mà. Để có những màn biểu diễn đẹp mắt cho khán giả chiêm ngưỡng thì những nghệ sĩ đã phải tập luyện vô cùng chăm chỉ và đôi lúc còn phải chịu đau đớn nữa. Anh chàng tính lại làm quen với cô gái xinh đẹp, nhưng khi thấy chiều cao vượt trội của cô ấy, có lẽ bị mất tự tin nên anh đã bỏ đi. Tập luyện thể thao thì tốt cho sức khỏe đấy, nhưng mà nhớ chú ý, vì chỉ mất tập trung một tí thôi là có thể gây ra chấn thương đó nha. Sự cố xảy ra khi blogger làm đẹp này đang test thử sản phẩm. Cô quá bất ngờ nên đã bị đờ trước ống kính màn hình. Có lẽ có ai đó muốn dọn nhà nhưng không đủ tiền để thuê một chiếc xe lớn hơn chăng? Không biết chiếc xe này chạy ra ngoài đường có bị cảnh sát giao thông bắt lại không nhỉ? Theo tôi nghĩ là sẽ bị phạt một khoản hơi bị nhiều tiền đấy. Cả nhà định quay video để up lên TikTok, thế nhưng người mẹ đã quá phấn khích khiến cho bà bị ngã một cú lăn quay. Nhưng nhờ vậy, video này đã nổi tiếng khắp thế giới. Không biết đây là lỗi của ai nhỉ? Một chiếc xe thì lại mở cửa toang ra như vậy, còn chiếc xe phía sau thì lại không chịu quan sát khi đi đường. May mà cô ấy làm điều này vào buổi sáng đấy, chứ giữa đêm ra đường mà gặp cô ấy làm như vậy, chắc sợ tè ra quần luôn quá. Những người lái xe quá xui xẻo khi không để ý rằng con đường phía trước vẫn còn đang ướt xi măng. Thôi thì cố gắng ngồi đó đợi xe cứu hộ tới mà lôi ra vậy. Đó cũng là một bài học cho họ, cần phải cẩn trọng hơn. Những con cừu giả chết khi nghe tiếng động mạnh, trông chúng diễn kịch mà thấy hài hước ghê. Cô gái này định chống lại các định luật vật lý, nhưng kết quả là cô ấy thất bại và bị té sấp mặt. Trong tình huống dở khóc dở cười này, cô ấy không thể tự thoát ra được mà cần phải có sự giúp đỡ của người khác để kéo cô ấy lên. Mong muốn thể hiện một siêu phẩm ném bóng rổ của anh chàng này đã bị thất bại với cái kết là anh bị ngã ra đất. Con đường phủ đầy tuyết khiến anh chàng bị trơn trượt và chạy không thể dừng lại. Có lẽ
cái máy cắt cỏ đã làm việc nhiều nên bị nóng. Vì vậy nó quyết định đi tắm một chút thôi. Cô gái bị trượt chân, vô tình làm té theo người phía sau. Hy vọng rằng sự cố này sẽ không làm hỏng bữa tiệc vui vẻ của họ. Đó là tất cả cho video ngày hôm nay. Cảm ơn bạn đã xem đến cuối video. Hãy đừng quên like và đăng ký kênh nhé. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.